Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Thái Ô Tô. Trước mặt mình đây là mình giới thiệu cho anh em và các bạn cái trục cam. Trục cam lắp trên cái động cơ của xe Suzuki Pro hay là gọi là Suzuki đầu to. Đấy. Mình sẽ có mấy trường hợp là gọi hoặc là Suzuki 7 tạ này, 9 tạ này là nó. Đây cái trục cam. Trục cam này, cái dòng xe này là nó là 4 máy. 4 máy nhá, nhưng mà riêng cái dòng xe này ấy, thì cái súp bắp ấy thì nó đã là rơi vào 16 súp bắp rồi. Dòng riêng dòng su này nó khác với dòng su 5 tạ. Su 5 tạ thì có 8 súp bắp thôi. Tức là su 5 tạ thì là có một hút một xả, nhưng mà riêng dòng su Pro này là nhà sản xuất người ta đã tính đến cái điểm là hai hút hai xả. Đó, đây. Cho nên là nó sẽ có 16 cái vấu này. 16 cái vấu cam này. Riêng cái trục cam này tại sao và nguyên nhân làm sao là mình phải thay thế? Một là nó sẽ có hiện tượng là gãy trục cam. Hai nữa là mòn vấu cam. Đấy. Ba nữa là mòn cái vấu cái trục này. Đấy, những cái máng này. Cái này là ôm vào cái máng cam. Đó. Thì cái nguyên nhân mà mòn vấu cam này hoặc là mòn gọi là cái máng cam này, cái cổ này, cổ trục này là chủ yếu là dầu nó không lên được, dầu nó không cấp đủ được lên cái phần làm trơn của cái trục cam này thì nó sẽ gây ra bào mòn cái trục cam này hoặc là mòn vấu cam thế thôi. Đấy, chủ yếu là nguyên nhân là nó bị dầu nó không lên được, cái mặt máy nó không bôi trơn được là nó sẽ dẫn đến bị mòn. Mà mòn những cái này, mòn những cái cổ trục này là phải thay thế rồi, còn đâu không thể nào mà khắc phục được. Riêng bởi vì những cái dòng trục cam này là cái độ chính xác nó rất cao. Đời này nó còn có cả cái vấu cảm biến này, cảm biến của cái rãnh lửa đấy. Đấy, đây là tổng thể cái trục cam của dòng Suzuki Pro nhá. Mình vừa giới thiệu cho anh em và các bạn cái trục cam Subaru. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333, add Zalo hoặc là add Zalo Facebook nhé, đều trên số điện thoại này. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt tại gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số điện thoại là 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.